Chào bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học lập trình Python bằng cái Colab của Google. Thì ở bài lần trước mình đã hướng dẫn các bạn nhập xuất cái cơ sở dữ liệu trong Python. À, nói qua một chút thì đây là một cái app về dạy lập trình. Ở trong ấy nó sẽ chứa rất nhiều các cái bài để các bạn học về rất nhiều ngôn ngữ. Đấy, có nhiều ngôn ngữ ví kiểu là Python, C, C cộng cộng. Đấy, thì ví dụ nếu như mà các bạn có thể link tải mình sẽ để ở phần phía dưới phần mô tả. Đấy, các bạn có thể nếu như mà cái bài nào mà có video ấy thì lập tức thì các bạn phải bấm vào thì các bạn có thể xem cái video hướng dẫn của bài đấy. Đó. Ok, thì bài lần này của mình sẽ là bài số 14. Bài số 14. Đó là bài tập nhập vào và hiển thị cái tuổi của một người. Đó, ok. Mình ở đây mình sẽ thêm một đoạn text đi. Không phải, nhầm rồi. Bài 14 này. Bài 14. Nhập và hiển thị tên và tuổi của một người. Ok. Rồi, thì ở bài 13 mình có hướng dẫn các bạn là ở trong cái lập trình Python ấy thì là mình sẽ dùng cái hàm input để nhập cái dữ liệu mà người dùng nhập vào, đúng không? Đấy. Thì giờ đơn giản mình sẽ khai báo ra một biến này. Mình sẽ khai báo ra một biến lên. Đấy, lên này bằng input. Lên bằng input thì nó sẽ nhập vào cái biến tên cho mình và mình sẽ hiển thị cái biến name ra, print t lên. Đó. Rồi, bây giờ mình bấm run nhá. Rồi lên ví dụ mình tên là Hưng này. Enter à. Đấy thì nó sẽ hiển thị cái biến của mình ra. Ok. Tiếp theo đấy thì bây giờ mình sẽ muốn nhập tên xong rồi thì mình muốn nhập tuổi nữa. Ok. Bằng input chẳng hạn. Đấy. Và đây mình sẽ hiển thị. Mình sẽ hiển thị tên tôi là tên tôi là hai chấm này, lên mà đấy, xong cộng thêm cái biến lên mình nữa. Tiếp đến nữa cộng thêm một chuỗi nữa. Làm này tôi cộng thêm cái biến age kia. Đấy. Cộng thêm cái biến tuổi kia. Tuổi. Đó, đơn giản chỉ thế thôi. Bây giờ ví dụ mình bấm run này. Đấy, bây giờ mình tên mình là Hưng này. Năm nay mình 23 tuổi. Đó, tên tôi là Hưng, năm nay tôi 23 tuổi. Đó, mình xóa cái dấu hai chấm nha, nhìn nó điêu á. Ok. Thì giờ có nâng cấp hơn một chút nữa là bây giờ tuổi là mình sẽ cộng thêm khoảng tầm 10 đơn vị nữa. Đấy. Làm đây là 10, mình ghi là 10 năm sau. 10 năm sau tôi bạn gần này tuổi ạ. Thì nếu như mà các bạn bình thường ấy thì ở lần trước mình có nói với các bạn là cái hàm input này thường thì nó chỉ trả ra dữ liệu kiểu của string str của thằng Python thôi. Thì giờ muốn chuyển về in ấy thì mình sẽ thêm một cái biến ép kiểu ở đây nữa. Đấy, int. Đấy mình ép cái này ra. Đấy. Sau đó thì mình sẽ age bằng age cộng thêm 10. Đấy. À, quên. Đấy, rồi bây giờ mình muốn run. À, tên tôi là Hưng.
Năm nay tôi 23 tuổi. Đấy. Ồ, nó đang có một chút lỗi. Một chút xíu lỗi nữa. Ok, hôm nay là cái biến in này thì lại không được cộng, không được phép cộng mấy lại. Không được phép cộng kiểu này. Đấy. Thì mình phải dùng cái hàm đó là hàm đó là hàm str đấy, nó là cái hàm str 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 ép cái thằng biến AGI về kiểu chuỗi đó. Rồi bây giờ bấm run này, còn lại xem được cái gì nhá. Tên tôi là Hưng, năm nay tôi 23 tuổi và 10 năm sau mình sẽ 33 tuổi đó, ok chưa? Đó thì đấy là cái bài bài tập, nó là cái đây là chính là bài tập của cái bài số 13 là nhập dữ liệu cơ bản trong Python đó. Ok, video của mình xin được dừng lại đây, chúc các bạn học trình vui vẻ.